Ấn Độ phê duyệt vaccine ADN ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Ấn Độ vừa phê duyệt khẩn cấp vaccine của hãng dược Jidus để tiêm cho trẻ em trên 12 tuổi và người trưởng thành. Đây là vaccine ADN ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Với tên gọi ZICLVD, -E loại vaccine mới có thể ngăn ngừa triệu chứng cho 66% trong số 28.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối tại Ấn Độ. Reuters đưa tin ngày 21 tháng 8, quyết định phê duyệt của nhà chức trách sẽ tạo ra cú hích cho chương trình tiêm chủng của Ấn Độ. Nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho mọi người trưởng thành trước tháng 12. Chidos dự kiến sản xuất từ 100 triệu đến 120 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 mỗi năm và đã bắt đầu dự trữ vaccine. Vaccine dùng công nghệ ADN như ZECOVD cũng hướng dẫn hệ thống miễn dịch của cơ thể cách thức chống. Lại virus, vaccine ZECOVD sẽ đưa plasmid, phân tử ADN nhỏ chứa thông tin di truyền vào cơ thể. Plasmid sẽ mang thông tin tới tế bào để tạo ra protein gai, cơ chế mà virus dùng để bám vào tế bào người qua đó kích hoạt phản ứng miễn dịch, không giống như nhiều loại vaccine ngừa COVID-19, ZECOVD cần tiêm 3 mũi. Loại vaccine này được giữ trong sự ổn định tốt ở mức 25 độ C trong ít nhất 3 tháng. Theo hãng dược Gidus tháng 7, Gidus cho biết vaccine của hãng hiệu quả trước biến chủng mới của COVID-19, đặc biệt là Delta. ZECOVD không được đưa vào cơ thể bằng xi lanh mà thông qua cơ chế bơm không kim tiêm. Cơ chế này dùng một dòng dung dịch rất mảnh để đưa dung dịch xuyên qua da. Chia vào tháng 7 đã cung cấp dữ liệu đánh giá hiệu quả tiêm hai mũi và dự định xin cấp phép cho chế độ tiêm này. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.